Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga ukraine trong 24 giờ qua Nga phát động tấn công dọc theo toàn chiến tuyến miền Đông Cơ quan an ninh Ukraine thừa nhận tham gia vào cả hai vụ tấn công cây cầu Crimea. Ukraine đang thăm dò hệ thống phòng không của Nga trước bước đi lớn tiếp theo. Không quân Ukraine xuất kích tấn công ồ ạt vào vị trí chiếm đóng của Nga. Nóng, hạm đội biển đen Nga bị xuồng không người lái tấn công, tàu đổ bộ chở theo hàng trăm lính Nga bị hư hại có thể đã chìm tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thưa quý mến chào quý các tác giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Nga phát động tấn công dọc theo toàn chiến tuyến miền Đông. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Nga đã thực hiện các hành động tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến phía đông vào ngày 3 tháng 8. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sokol cũng đã có mặt ở vùng chiến sự miền đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Nga đã thực hiện các hành động tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến phía đông vào ngày 3 tháng 8. Đài CNN dẫn lời ông Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm vào ngày 3 tháng 8 cho hay, cái trận chiến rất khó khăn, lực lượng Nga đang cố gắng hết sức để ngăn chặn người của chúng tôi, các cuộc tấn công rất khốc liệt. Tổng thống Zelensky đã liệt kê các thành phố Kubiansk, Liman, Bakhmut, Marinka và Avdiivka nằm rải rác trên các mặt trận phía đông từ Bắc xuống Nam là những khu vực tiền tuyến có nhiều giao tranh nhất. Ông nói giao tranh cũng khốc liệt ở mặt trận phía Nam. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, nhưng bất kể kẻ thù có làm gì đi chăng nữa, thì chính lực lượng Ukraine mới chiếm ưu thế. Một trong các tư lệnh của Ukraine là Maxim Zorin, cựu chỉ huy tiểu đoàn Azov, cùng ngày 3 tháng 8 cũng cho biết, các trận chiến hàng ngày cực kỳ khó khăn đang diễn ra gần Bắc Mút. Đồng thời nói thêm rằng các đơn vị Nga có kinh nghiệm đang được gửi đến đó để ngăn chặn bước tiến của Ukraine. Ông Zorin nói rằng, Nga vẫn coi thành phố miền đông bị tàn phá này là một khu vực quan trọng có thể được sử dụng làm bạn đạp để tiến hành một cuộc tấn công. Cũng trong bài phát biểu vào tối 3 tháng 8, Tổng thống Zelensky cho biết, Nga đã tấn công Ukraine với tổng số 1.961 máy bay không người lái do Iran sản xuất kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, đồng thời lưu ý rằng một số lượng đáng kể trong số đó đã bị bắn hạ. Cơ quan an ninh Ukraine thừa nhận tham gia vào cả hai vụ tấn công cây cầu Crimea trong cả hai chiến dịch đánh sập cầu Kerch ở Crimea vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023 đều có sự tham gia của đại diện cơ quan an ninh Ukraine. Điều này được thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Oleksiy Danilov, xác nhận trên sóng truyền hình quốc gia vào hôm thứ năm, ngày 3 tháng 8. Cụ thể, ông Danilov đã được hỏi Ukraine có xác nhận tuyên bố của mình rằng sẽ coi các tàu Nga ở Biển Đen là mục tiêu quân sự hay không. Thư ký Daniilov trả lời rằng, một cách định kỳ, chúng tôi không những xác nhận mà còn lớn tiếng xác nhận điều đó bằng những hành động của mình. Ông Daniilov nói, quân đội của chúng tôi đã đặt ra sự nghi ngờ quyền bất khả xâm phạm đối với nhiều đối tượng được coi là được bảo vệ 100% ở Nga. Đây là cầu Crimea đã được các đại diện của cơ quan an ninh chúng ta thảo luận trực tiếp. Họ đã tham gia vào vụ thứ nhất và thứ hai. Ông cũng nhắc lại lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng chiến tranh sẽ quay trở lại lãnh thổ Nga. Thư ký Danilov nói, nếu các bạn đã xem một số sự kiện định kỳ diễn ra trực tiếp tại Moskva, hãy nhớ rằng các dân quân du kích Nga họ hoạt động rất tốt trên lãnh thổ Liên bang Nga. Trước đó, vào ngày 8 tháng 10 năm 2022, một đám cháy lớn đã bùng phát trên tuyến đường sắt của cầu Crimea ở Liên bang Nga, Họ nói rằng một chiếc xe tải đã phát nổ trên cầu, nhưng những bức ảnh chụp từ cây cầu giống như nơi tên lửa bay đến. Cây cầu Crimea đã nhận đoạn thứ hai vào ngày 17 tháng 7 năm nay, phần mà các phương tiện cơ giới di chuyển đã bị phá hủy. Vào ngày 26 tháng 7, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Vasily Makhzhuk lần đầu tiên tuyên bố rằng vụ phá hủy cây cầu Crimea vào tháng 10 năm ngoái là một trong những chiến dịch của SBU. Đồng thời tại Crimea, các vụ nổ ngày càng được nghe thấy ở những khu vực khác nhau của bán đảo. Ukraine đang thăm dò hệ thống phòng không của Nga trước bước đi lớn tiếp theo. The Wall Street Journal đưa tin, Ukraine có thể đang thăm dò hệ thống phòng không của quốc gia xâm lược Nga bằng máy bay không người lái tầm xa mới. Bài báo nói rằng, khả năng của Ukraine tấn công vào cùng một tòa nhà văn phòng ở Moscow hai lần trong một tuần, chứng tỏ ngành công nghiệp máy bay không người lái của Ukraine đã tiến bộ như thế nào kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Trong năm qua, Ukraine đã trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về chiến tranh bằng máy bay không người lái, vốn đặt ra mối đe dọa chưa từng có và bất ngờ đối với Nga. Kiev đang thể hiện sự đổi mới bằng cách sản xuất máy bay không người lái có thể bay hàng trăm km, trốn tránh sự phát hiện và đánh chặn của các hệ thống phòng không tinh vi và đồng thời vẫn tấn công được. Theo Samuel Bennett, một chuyên gia về máy bay không người lái của cơ quan nghiên cứu Center for Naval Analysis, Ukraine đã bắt đầu hoặc sẽ sớm bắt đầu sản xuất ít nhất 6 loại máy bay không người lái kamikaze tầm xa khác nhau. Ông cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây có thể đang thăm dò hệ thống phòng không của Nga để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn liên quan đến hàng chục máy bay không người lái sẽ bay vào thành phố từ nhiều hướng và ở cả các độ cao khác nhau. Tờ báo cũng cho biết, Cuộc tấn công vào thủ đô Moscow của quốc gia xâm lược được thực hiện bởi các máy bay không người lái tầm xa mới, tương tự như mẫu Prop. Đồng thời, một số nhà phân tích cho rằng, một số máy bay không người lái tấn công các mục tiêu riêng lẻ của Nga ở gần Ukraine có thể được điều khiển bởi những người ở Nga và Belarus có thiện cảm với Ukraine. Trước đó, vào đêm thứ Ba, ngày 1 tháng 8, thủ đô của Liên bang Nga bị tấn công bởi UAV không xác định một trong những máy bay không người lái đã đâm vào tòa nhà chọc trời của Moskva City, nơi đã bị tấn công hai ngày trước. Ngày 30 tháng 7, do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không xác định vào Moskva, tòa nhà của khu vực IQ ở Moskva City, nơi đặt văn phòng của một số bộ của Nga cũng đã bị phá hủy. Hậu quả của cuộc tấn công làm cho nhiều tài liệu từ đó bay rơi vải ra đường. Không quân Ukraine xuất kích tấn công ạt vào vị trí chiếm đóng của Nga. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các cường kích Ukraine đã thực hiện chín cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của kẻ thù và hai cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không của quân chiếm đóng trong 24 giờ qua. Trong 24 giờ qua, lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã bắn trúng 12 khẩu pháo, một đài radar, một sở chỉ huy, ba khu tập trung quân, hai hệ thống phòng không và ba kho đạn của địch. Ngày 3 tháng 8, Nga tấn công Ukraine bằng UAV tấn công một chiều hết do Iran sản xuất. Tất cả 15 máy bay không người lái của đối phương đã bị tiêu diệt bởi các đơn vị phòng không Ukraine. Kẻ thù cũng đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa. 57 cuộc không kích và bắn 29 loạt đạn từ các hệ thống tên lửa vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu vực đông dân cư. Thật không may, thương vong dân sự đã được ghi lại. Khả năng xảy ra các cuộc không kích và tên lửa tiếp theo vào các mục tiêu trên khắp Ukraine vẫn còn rất cao. Khoảng 400 vụ đụng độ chiến đấu giữa lực lượng Ukraine và quân xâm lược Nga đã được ghi nhận trong 24 giờ qua. Đồng thời, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công ở khu vực Melitopol và Berdyansk, thủ đô trên các tuyến đã đạt được và thực hiện các biện pháp phản công. Bộ Tổng tham mưu một lần nữa nhấn mạnh rằng khả năng tiếp tục xảy ra các cuộc không kích và tên lửa trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine là rất cao. Đồng thời, trong ngày qua, không quân Ukraine đã thực hiện 11 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung dân sự, vũ khí và thiết bị quân sự của người Nga và hai tổ hợp tên lửa phòng không của quân chiếm đóng. Ngoài ra, lực lượng tên lửa và pháo binh trong ngày đã đánh trúng 12 khẩu pháo địch ở các vị trí bắn, một đài radar, một chốt kiểm soát, ba khu tập trung quân Nga, hai trận địa phòng không và ba kho đạn của địch. Theo báo cáo của Union Tính đến ngày 3 tháng 8, Nga đã thiệt hại khoảng 247.850 binh sĩ và hơn 30.000 đơn vị thiết bị quân sự và vũ khí trong cuộc chiến ở Ukraine. Đặc biệt, trong ngày 2 tháng 8, 620 quân chiếm đóng khác của Nga đã bị tiêu diệt và hơn 20 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe tăng, 26 hệ thống pháo và 35 máy bay không người lái của địch đã bị phá hủy. Nóng, hạm đội biển đai Nga bị xuồng không người lái tấn công. Tàu đổ bộ chở theo hàng trăm lính Nga bị hư hại, có thể đã chìm. Cơ quan an ninh Ukraine SBU đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt ở vịnh Novorossiysk. Kết quả là tàu tấn công đổ bộ lớn của Nga mang tên Olenikorsky Miner đã bị hư hại. Video tương ứng được cung cấp cho Union bởi các nguồn trong cơ quan an ninh Ukraine. Đoạn ghi âm cho thấy cách một xuồng không người lái trên mặt nước của SBU, được nạp 450 kg thuốc nổ TNT, tấn công một tàu địch với khoảng 100 thành viên thủy thủ đoàn. Theo nguồn tin, hoạt động đặc biệt được thực hiện cùng với hải quân. Nguồn tin cho biết do hậu quả của cuộc tấn công, tàu đổ bộ Olenekoski đã bị thủng lỗ hỏng nghiêm trọng và hiện không thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Do đó, tất cả các tuyên bố của Nga về cuộc tấn công bị đẩy lùi là giả mạo. Ngoài ra, một nguồn trong dịch vụ đặc biệt nhắc nhở rằng đây không phải là hoạt động đặc biệt thành công đầu tiên của cơ quan an ninh Ukraine sử dụng thiết bị không người lái trên mặt nước. Đặc biệt, cuộc tấn công vào các tàu Nga ở Vịnh Sevastopol vào tháng 10 năm ngoái và vụ đánh bom cầu Crimea gần đây là công việc của cơ quan an ninh Ukraine. Như đã đưa tin, vào đêm ngày 4 tháng 8, một loạt tiếng nổ lớn vang lên ở Novo Dorsik, công chúng Nga tuyên bố một cuộc tấn công bằng xuồng không người lái hải quân. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công căn cứ hải quân Novorossiysk bằng hai xuồng không người lái, nhưng chúng được cho là đã bị tiêu diệt bởi hỏa lực từ vũ khí thông thường của các tàu Nga bảo vệ cuộc đột kích bên ngoài căn cứ hải quân. Theo người đứng đầu khu vực Konradiev, không có thương vong hay thiệt hại nào. Tuy nhiên, cảng địa phương hiện đang đóng cửa cho lưu lượng tàu. Tuy nhiên, cuộc tấn công bằng xuồng cảm tử không người lái nhằm vào căn cứ hải quân ở Novorossiysk không thất bại, như báo cáo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Tàu tấn công đổ bộ lớn Olenikovsky Miner đã bị hư hại nặng. Một đoạn video xuất hiện trực tuyến cho thấy con tàu nghiêng sang một bên và từ từ chìm xuống. Có vài con tàu khác ở gần đó, chắc là để sơ tán thủy thủ đoàn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.